Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Nhâm Tuất 1982 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Trong cuộc sống tâm linh thì người Việt luôn tâm niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì vậy từ xưa đến nay đối với những người công việc lớn như là xây nhà, việc chọn ngày tháng tốt lành cũng như là lựa chọn hợp tuổi hợp hướng trở thành một nhu cầu thiết yếu. Nếu chọn được năm xây dựng mà tuổi của trạch chủ tốt, không phạm phải pháp yếu tố kim lâu quang ốc tam tai, cùng với việc chọn hợp hướng với gia chủ, năm đất có vận khí tốt thì gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung hòa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận, xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà cho tuổi Nhâm Tuất vào năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Yếu tố đầu tiên cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu quang ốc tam tai hay không. Xét đến kim lâu thì năm 2020 Canh Tý gia chủ 40 tuổi, theo cách tính này gia chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Còn xét về hoàng ốc, năm 2020 Canh Tý gia chủ 40 tuổi, theo cách tính hoàng ốc sẽ phạm phải tứ tấn tài. Tứ tấn tài chi phúc lộc lai, gia chủ mà làm nhà tuổi này, phúc lộc sẽ tới thuận lợi mọi mặt. Còn xét về tam tai, người tuổi Nhâm Tuất cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm làm nhà 2019 Kỷ Hợi, theo cách tính thì gia chủ 1982 Nhâm Tuất sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn làm nhà đất được vận thì nên mượn các tuổi cắt lành sau để động thổ: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta cần phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cắt lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Còn xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Tuất 1982 nam mệnh thuộc cung ly hỏa, nữ mệnh thuộc cung càn kim. Xét đến việc xây nhà như sau: với nam mạng kỷ sửu cung ly hỏa thuộc đông tứ mệnh, người mệnh ly hỏa có bốn hướng tốt là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí, bốn xấu là đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát, tây ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét đến cát hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó trong việc kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ hai đó là hướng nam, gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà và ở hướng nam thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước dùng mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ
thủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ ba đó là hướng đông, gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ tư đó là hướng tây, gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không nên xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn vào tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết cụ thể thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mệnh ơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa ra sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi 1982 đang ở nhà hướng tây rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi nam mạng Nhâm Tuất 1982. Thứ năm đó là hướng tây bắc, gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Đối với nam mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng tây bắc rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982.
Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tỏa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỳ đông thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, được họa hại mà là sao lộc tổn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tuất 1982. Hướng tiếp theo chúng ta cùng xét đến đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt, với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì tròn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10 khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Nam mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tuất 1982. Còn đối với nữ mạng Nhâm Tuất 1982, cung Càn xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí, và bốn hướng xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1982, nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Hướng đầu tiên chúng ta cần xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Nữ mạng Nhâm Tuất 1982
Xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khốc thuộc thủy, tương quánh là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như trấn trạch trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hướng dẫn hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tuất 1982. Và hướng thứ hai chúng ta cùng xét đến đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 187,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch, sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy, sẽ được cát lành may mắn hơn. Nữ mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng Nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Tuất 1982 khi xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tuất 1982. Hướng thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm, sẽ được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Nữ mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xài hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Tuất 1982 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tuất 1982. Thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nữ mạng Nhâm Tuất 1982 ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa
bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu, ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa, tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa, chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Nếu mạng nhâm tuất 1982 xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. 6. Đó là hướng Đông Bắc, gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc thuộc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên xây mới vào năm 2020. Tu tạo sửa chữa thì cũng rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn vào tháng 4 và 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, 6 âm lịch. Nếu mạng nhâm tuất 1982 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp được với hướng Thiên Y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ 7, đó là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì tròn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Nếu mạng nhâm tuất 1982 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng được họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi nhâm tuất 1982. Và hướng cuối cùng chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng Phượng 3,
4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Nữ mạng Nhâm Tuất 1982 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được dên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía dên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy may mắn về việc xây dựng nhà của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Hy vọng qua đây các bạn có thể đưa ra cho mình lựa chọn đúng đắn nhất, tìm được năm vận khí tốt, hướng nhà hợp và tuổi trạch chủ tốt để đồng thổ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.